cho em xin gửi một lời cảm ơn nữa. Cảm ơn chân thành vì các anh chị đã có mặt ngày hôm nay ạ. Và em xin giới thiệu qua ekip của em. Đây là một bài hát cần lắm đấy. Trước tiên, đó là đứa con đẻ của anh Nguyễn Minh Cường. Và sau khi thu âm audio bài hát xong, VMN đã có ý định để quay MV cho bài hát. Và rất là may mắn khi được biết tới ekip DreamS, một ekip rất là chuyên nghiệp, quay những thước phim mà rất là đẹp lung linh ở nước ngoài. Và em đã tìm tới anh Long, anh Jin Trần để nhờ anh cầu cứu cho MV này, để truyền tải tới mọi người cái nội dung bài hát sao cho cảm xúc nhất. Và em xin giới thiệu, đây là anh Jin Trần ạ. Khi mà nhận được bài hát quen Otis qua Ali Hoàng Dương, thì VMA cũng đã cho Otis nghe bài hát này. Và rất là bất ngờ là cậu ấy đã rơi nước mắt ngay lần đầu tiên nghe. Cũng chính những cái cảm xúc đồng điệu với nhau như thế, Tuệ Phương và Giáng My đã quyết định là ngỏ lời muốn mời Otis tham gia MV cần lắm đấy. Vì cùng chung những cái cảm xúc ở trong bài hát, và mình cùng thấu hiểu nhau để truyền tải nội dung MV sao cho cảm xúc nhất. Em run quá, em không biết nói. Thôi nhà hết đây. Làm gì tiền nó chắc. Chắc là bây giờ là Tuệ Phương đang rất là run rồi, và Vani đang mong muốn là cái không khí của chúng ta nó sẽ được bớt căng thẳng một chút. Chúng ta có thể ngồi được không ạ? Chúng ta sẽ ngồi để giao lưu nha. Vani sẽ dành thêm một câu hỏi nữa dành cho BM Bank. Thật ra thì tất cả chúng ta ai cũng biết là Phương và My xuất thân và bước ra từ cuộc thi The Voice năm 2017. Nhưng mà không biết tại sao cho đến giờ phút này các bạn mới quyết định cho ra cái album đầu tay của mình, cái MV đầu tay của mình. Bây giờ em mới được chính thức gửi lời chào đến tất cả mọi người ở đây ạ. Tại vì từ nãy giờ em cũng run quá, và chị Tuệ Phương cũng biết là cái điều đấy, nên là chị Phương đỡ lời cho em trước. Em Giáng My, một thành viên của nhóm PM Band, xin gửi một lời chào trân trọng nhất tới tất cả các anh chị báo chí, các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, cũng như là toàn thể gia đình hay là các bạn fans yêu quý đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Để trả lời cho câu hỏi là tại sao đến bây giờ mình mới bắt đầu cho ra một cái MV đầu tiên của mình, trong khi đó mình đã bước ra được từ The Voice năm 2017 rồi. Từ sau khi kết thúc The Voice 2017 thì PM Band mới được chính thức thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thì bọn em cũng đã có rất nhiều những cái sản phẩm cover ở trên mạng xã hội. Nhưng để mà trả lời cho câu hỏi vì sao đến giờ phút này và bọn em có sản phẩm riêng, bởi vì cái thứ nhất là bọn em muốn mình có thêm thật nhiều thời gian để mà mình có thể trau dồi thêm cái kinh nghiệm cho mình, để khi mà mình chính thức mình bắt tay vào làm một cái sản phẩm debut thì nó phải thật sự là chỉn chu và thật sự mà khiến bản thân mình cảm thấy hài lòng. Thì đó chính là lý do mà tại sao đến giờ phút này bọn em mới làm video. Cảm ơn My rất là nhiều. Chắc là Vani sẽ dành một câu hỏi dành cho đạo diễn của MV, anh Kim Trần. Hồi nãy thì Vani có nghe nói là Phương cũng đã năn nỉ anh Kim Trần để làm cái MV này. Thì không biết là cái cơ duyên nào hay là cái trường hợp nào mà Cream S đồng hành với lại BM Bank ạ? Lời đầu tiên cho Kim gửi lời chào tới tất cả các anh chị báo chí cũng như các bạn có mặt ở đây. Thì thật ra thì Gin và PM Band được quen qua một người bạn chung. Thì chị ấy có giới thiệu nhóm cho Gin. Thì khi mà lần đầu tiên em nghe bài hát này, thật ra đây cũng là cái sở trường của Remax về những bài ballad mà có những cái
tiếng tố mà nó có cảm xúc như thế này. Nên khi mà Gin nghe thì Gin đã... Đầu tiên thì thật sự là lần đầu tiên mà Gin gặp nhóm á, thì Gin khá là bất ngờ. Bởi vì là trước đó thì thật ra là nói thật là Gin không biết đến nhóm. Nhưng mà khi gặp các bạn và thấy các bạn có những cái rất là chỉnh chu, cầu toàn cho sản phẩm, thì thật sự Gin rất là thông cảm. Và Gin cũng muốn là đồng hành với các bạn cho một cái dự án đầu tay. Vanny được biết đến Grim S với lại một số cái sản phẩm, một số cái MV nó hơi vui tươi một tí xíu đúng không ạ? Thì không biết là khi mà đến với lại Beer Bang, một cái nhóm nhạc nữ mà Vanny được biết là các bạn nó có tên là Sầu Nữ đó, thì không biết là anh Gin có những cái áp lực gì khi mà làm một cái MV cho các bạn không? Thực ra thì Gin không có áp lực về MV đợt này làm cho các bạn. Bởi vì thật ra thì khi các bạn đến thì về phần cảm xúc, về nội dung thì mình cũng đã nghe và mình cảm được cái bài hát này. Và ngay lập tức thì cái khó nhất của mình mà có cảm giác là mình sẽ áp lực nhất chính là cái phần kịch bản. Bởi vì rất khó để mà làm một cái sản phẩm mà để mà cho cả hai bạn vào trong cùng một nội dung. Nhưng mà người xem họ cảm giác là không thật sự là ghét người này hoặc là ghét người kia. Bởi vì đây là một bài song ca. Nên là đó là cái điều khó nhất. Nên là Gin đã suy nghĩ đó là sẽ làm sao thành một câu chuyện tình tay ba. Nhưng mà thật sự khán giả xem tới cuối thì họ cảm thấy là thương cả ba nhân vật này. Và không, và mình cũng ngay từ đầu mình cũng không muốn làm một sản phẩm mà nó có tính drama hay là gì đó. Bởi vì cơ bản là bài hát này nó đã đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Nên mình chỉ cần là gói gọn trong vòng 3 phút hơn của bài hát thôi. Đó là lý do tại sao mình đã xây dựng kịch bản như vậy. Nên là nếu mọi người xem thì mọi người thấy khúc cuối thì thật ra đây chỉ là một cái điều hiểu lầm thôi. Và thật ra là cái cậu nam này có một người anh em sinh đôi và người đó đã mất đi rồi. Và đó là lý do tại sao cô gái này cứ chờ đợi từ đầu MV và không thấy tới. Dạ, em cảm ơn anh Gin rất là nhiều. Và bây giờ chắc là phần giao lưu với lại nhạc sĩ của ca khúc này, anh Minh Cường ạ. Anh Cường ơi, thì em có thể hỏi thăm một chút xíu là vì sao anh lại tin tưởng BM Bang mà giao cái ca khúc này cho BM Bang? Cho Cường xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Thật ra thì Cường biết BM Bang trước khi các bạn lập nhóm cơ, tức là biết từng thành viên thông qua Ali Hoàng Dương. Ali Hoàng Dương là nãy giờ giới thiệu rất là nhiều người cho BM Bang năm, luôn. Năm ngoái là lúc đó đang làm cái sản phẩm theo anh cho Ali Hoàng Dương, thì Ali Hoàng Dương có hình như có giới thiệu hai bạn Phương và My, thì hai bạn có chủ động BM inbox cho Cường và đặt bài. Hình như anh nhớ không lầm ấy, thì My là người đặt bài này. My bảo là anh ơi, em thích bài Cổng Trời Thương Nhớ của anh quá, anh có thể viết cho em bài nào đó mà nó buồn thiệt buồn không anh? Nói chung là buồn tê tái. Thì lúc đó thật ra thì cuộc sống của mình nó đang khá là ổn và hạnh phúc, cho nên là mình không biết lấy cái cảm xúc buồn ở đâu ra cả. Thì sau một ngày thì mình có vô tình lướt vào trang Facebook của My, thì mình nhìn thấy những cái anh nói cái này nếu như mà không đúng, tại vì đây là suy nghĩ của anh, nếu mà không đúng thì anh xin lỗi My nha. Thì anh thấy những cái bức ảnh mà My up hình con gái của My, thì anh có một cái suy nghĩ rằng là đây là một single mom, anh đoán lúc đấy. Thì cô gái này thiếu thốn một cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. Thì thiếu cái gì thì mình cần cái đó. Thì vì như thế mà cần lắm đấy ra đời, cần một tình cảm. Dạ, em cảm ơn anh. Thì sau khi mà anh nghe BM Bang thể hiện ca khúc này thì anh có cảm thấy vừa ý không? Thật ra thì anh thích hai bạn hát live hơn. Hai bạn hát live rất là hay. Đấy, thật sự là như vậy. Ca khúc này đã hình như là cũng phải qua 2-3 bản phối rồi. Cái bản phối cuối cùng này là do anh nhạc sĩ Hoàng Nhã. Anh Nhã ngồi đây, là anh Nhã đã cho ra cái bản phối mà cả cái ekip ưng ý nhất để đưa ra. Thì cái sản phẩm này thì cả Cường cả anh Nhã đều đã nghe rất là nhiều lần và chỉnh sửa cũng khá nhiều lần thì mới cho ra được cái bản final như thế này, thì rất là ưng ý. Em cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Và một câu hỏi nữa, một phần giao lưu nữa và đây muốn dành cho nam diễn viên chính của MV, một người mà cũng do Ali Hoàng Dương giới thiệu.
Otis Nhật Trường. Thật ra thì Vani biết là Otis Nhật Trường đã không có đóng MV từ rất lâu rồi, nhưng mà không biết là tại sao lần này Otis lại hứng thú và lại đồng ý đóng MV Cần Lắm Đấy với lại BM Bank. Trước tiên trả lời câu hỏi đi cho em gửi lời chào tất cả mọi người ạ. Vâng, thì khi mà cái bữa đấy thì đang hơi uống một chút bia thì hơi say say, xong cái thì My với Phương cho nghe bài này, bảo là bọn chị sắp tới sẽ ra bài này đấy, em nghe thử xem thế nào. Thì mình cũng đang buồn buồn điếp điếp, mình hơi say say mà. Xong thì nghe cái tự nhiên mình khóc. Xong cái thì không biết tại sao khóc. Thì tại vì chắc bị yếu đuối đó. Yếu đuối. Xong rồi thì khoảng tầm gần đấy mình đang ở Phan Thiết, về Phan Thiết chơi thăm ba mẹ. Thì chị Phương có điện thoại hỏi nói vào: "Ôi Tích ơi, đợt này em sang Hàn quay video tụi chị nhé." Mình lại nghe sang Hàn á, nghe lại thích. Xong rồi và cái xong rồi lúc mà mình nói ok, tại vì cũng bạn bè với Ali Hoàng Dương đấy. Xong rồi đồng ý đóng, tại vì với lại ở ngoài thì em với lại chị Phương với lại chị My thì cũng chơi với nhau các kiểu hay, cũng vui mà mình đồng ý đó. Chứ bình thường thì mình cũng ngại đi quay lắm, sợ tại vì lâu rồi chưa có quay cái gì á, thì mình cũng sợ là nó đấy như nè. Sợ đấy. Sợ đấy. Xong thì bây giờ mình có cái Cần Lắm Đấy đấy, mình rồi mình lại hết sợ đúng không? Sợ. Một câu trả lời rất là dễ thương đáng yêu. Ôi thế rồi, không biết là trong cái quá trình mà mình quay MV ở Hàn á thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của bạn đối với lại hai cô ca sĩ của mình? Nhiều kỷ niệm lắm, ví dụ như có một lần thì kiểu cái cảnh đấy thì là bây giờ mọi người bảo là bây giờ tới đây mày phải đi tắm ngay đi chứ lấy hồi nữa là không có đường mà tại vì đông quá. Rồi xong cái bắt đầu kiểu như là rồi cái thời gian nhanh rồi lạnh á, thời tiết lạnh rồi các bạn mọi người cứ run lên tại vì 5 giờ sáng là phải dậy để đi quay, mà là quay thì không mặc thì mặc mấy cái áo mỏng chứ là không có phải mặc được áo dày, hai thì lạnh run cầm cầm. Rồi té đi trên mấy cái đảo thì zoom mà ngoài biển thì nó mấy hòn sỏi ấy, thì dễ té. Nên đạo diễn thì phá hoại cái công trình ở ngoài đảo zoom, có cái trò chơi là xếp đá cao lên. Em đang xếp thì anh tới anh đá bay mất cái đá của em. Không có nhiều kỷ niệm hài lắm mà tính khó nói là tại vì nó hơi tế nhị một xíu. Rồi. nó có clip ở trên Facebook của Otis. Vậy hả? Nếu như mà chúng ta muốn theo dõi những kỷ niệm vui thì chúng ta lên Facebook của Otis đúng không? Rồi, cảm ơn Otis rất là nhiều. Và